Bộ Công Thương phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Sáng ngày 11 tháng 9, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Những ngày vừa qua, cơn bão số 3 bão Yagi đã tàn phá, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc nước ta. Tại các địa phương Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn đã mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đến nay, thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 105 người chết và mất tích, 752 người bị thương, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng, gần 150.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập và dập nát, trên 1.000 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị phá hủy, nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Mưa bão đi qua để lại hậu quả rất nặng nề, hàng trăm nghìn người dân cần được hỗ trợ và giúp đỡ để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, bảo đảm đời sống của nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, chiều ngày 10 tháng 9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Trên tinh thần cả nước chung tay ủng hộ, ngày 11 tháng 9, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Lễ phát động có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Phát biểu phát động lễ ủng hộ, ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam bày tỏ, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn Công thương Việt Nam tha thiết kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống nhân dân. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Bộ với tấm lòng thơm thảo, ủng hộ cho đồng bào ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão và lưu bão gây ra tùy tâm, nhưng cũng với tinh thần vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ít nhất mỗi người một ngày lương. Với cái phát động của đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành và đề xuất của Chủ tịch Công đoàn cơ quan, tôi đề nghị tại hội nghị này thì đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Bộ, chúng ta với cái tấm lòng thương thảo ủng hộ cho đồng bào ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu bão gây ra, tùy tâm nhưng mà cũng với tinh thần vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ít nhất một ngày lương. Còn ở đây thì chúng ta hỗ trợ bao nhiêu cũng được, nhưng mà về đơn vị thì chúng ta cố gắng phấn đấu ở cái mức thấp nhất là một ngày lương. Thứ hai, tôi đề nghị là các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ để căn cứ vào tinh thần vận động như thế này thì các đồng chí sẽ tổ chức thu nhận và chuyển về công đoàn cơ quan. Đồng chí Minh Huệ sẽ là người cùng với ban chấp hành công đoàn tiếp nhận cái sự ủng hộ này từ các đơn vị thuộc Bộ. Sau đó thì tổng hợp và chuyển về tài khoản của cái quỹ hỗ trợ đồng bào bị bão lũ. Theo chỉ đạo chung của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, các tổ chức công đoàn phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức quyên góp, ủng hộ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch tất cả các nguồn kinh phí ủng hộ.